Đáng nói nhiều bệnh nhân chủ quan hoặc có những sai lầm trong điều trị dẫn đến việc nhập viện muộn, gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, với những người có sức đề kháng yếu nên hạn chế ra ngoài trong những ngày trời lạnh. Nếu có các yếu tố nguy cơ, cần đến cơ sở y tế để phát hiện và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng.